Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại đi câu cá tự nhiên. Em vừa quay toàn cảnh một cái ao cho các bác xem ấy. Thì đây là một cái ao ngày trước họ có thả cá, nhưng mà bây giờ thì là một cái ao hoang. Đây, bác có thể thấy cái công trình nhà thi đấu ở bên kia. Đấy, đấy là cái công trình nhà thi đấu huyện Đông Anh. Từ khi làm cái công trình này thì người ta đền bù cái ao này và bây giờ thì không còn ai thả cá nữa. Nhưng mà nó cũng còn ít cá lắm vì là mấy bác thợ xây ở bên đây bác ấy đánh lưới, đánh điện nhiều. Em được một người em giới thiệu đến đây nhưng mà thấy bảo ở đây rất là nhiều cá diếc. Hôm nay em sẽ đến câu thử xem như thế nào nhé. Đấy, diếc đẹp anh. Chục con như này là đã tốt anh. Cay không? Diếc các bác nhá. Ở đây ao này cái loại diếc bằng này nhiều lắm, mỗi tội là cá mương nó phá.
Diệc này, diệc này đuôi dài thế. Rồi. Rô khá chưa? Thắm mường sốc. Rồi, các nhìn con riêng này, đẹp chưa? Cho các bác xem thành quả buổi câu hôm nay nhá. Đây cá diếc cũng còn nhiều lắm. À mà đợt này câu thì cá rô phi nó con nó phá nhiều. Nếu mà bác đánh mồi giun thì đến đây đánh được. Để các bác nha, em ngồi khoảng độ 2 tiếng. Đây các bác. Diếc toàn diếc đẹp. Các bác nhìn thấy chưa? Này được khoảng 2 cân. Hơn 2 cân nữa. Em sẽ thả nó ra nhé. Đây các bác. Diệc. Để
được một con rô to. Bạn cả mương nhiều. Hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau nhé.